Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Bờ Hàng Nội Địa và Âm Thanh Bãi của Nhật Audio. Đúng như là tiêu đề của video thì hôm nay Nhật sẽ giới thiệu bên em chọn bộ sản phẩm âm thanh nghe nhạc. Và đây chọn bộ sản phẩm này sẽ bao gồm hai sản phẩm là âm ly là của Sansui 5000A và CD là Sony 337 OSD. Đây là chọn bộ sản phẩm mà phối ghép với nhau để nghe nhạc vàng là hết sảy luôn anh em à. Đây anh em, đây là CD của Sony với bộ giải mã là 1541, cực kỳ là xịt sò và được anh em trong giới audio đánh giá rất là cao anh em à. Bộ giải mã này thì có khả năng đọc đĩa rất là tốt và không có kén. Còn ở bên dưới là âm ly cổ của Sansui. Hôm qua Nhật cũng đã có một video để mà đánh giá rất là chi tiết về sản phẩm này. Con này thì là hàng ship eBay và ngoại hình và hình thức thì còn rất là mới. Còn cả catalog luôn anh em à. Con này hình thức còn phải nói là đẹp, cả hai con đều hoạt động hoàn hảo chức năng. Hình thức thì vẫn còn rất là tốt luôn, cả cái CD anh em. CD hình thức còn rất là tốt anh em à. Và chọn bộ sản phẩm này thì có một cái mức giá cực kỳ là tốt cho anh em. Âm ly Sansui thì sẽ có mức giá là 12.500.000 đồng. Còn CD thì sẽ có giá là 4.500.000 đồng anh em à. Nói chung thì chơi CD thì anh em nghe nhạc bolero là hết ý anh em à. Về chất lượng khi mà nghe nhạc qua CD thì nó luôn luôn là tốt hơn nhiều so với anh em nghe qua nhạc mạng, thì nó sẽ hay bắt gặp trường hợp nó sẽ quảng cáo thì nó sẽ làm ngắt cái mạch nghe nhạc của anh em. Với lại nhạc trên mạng thì chất âm nó cũng trôi nổi anh em à. Còn nghe nhạc qua CD thì anh em nghe qua những cái đĩa gốc hoặc là đĩa chép chất lượng cao thì nó sẽ cho anh em một cái chất âm phải nói là tốt nhất. Và đây hiện tại thì Nhật cũng có bán những cái đĩa nhạc đây. Và đĩa nhạc này thì đến từ rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, ví dụ như là Chế Linh, Thanh Tuyền, Trường Vũ anh em, rất là nhiều anh em à. Đây rất là nhiều đĩa. Anh em mà muốn mua CD mà chưa có đĩa thì có thể liên hệ với Nhật để mà mua đĩa anh em à. Nói chung thì đĩa với giá cũng rất là tốt cho anh em, chỉ với là 15.000 đồng một đĩa anh em à. Những cái đĩa của Nhật là những cái bài mà tuyển tập từ rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng. Đây anh em, bài chép từ những cái phôi gốc của những cái đĩa mà cao cấp anh em. Nên anh em khỏi lo về những chất lượng của những cái đĩa này. Và mức giá của nó cũng quá là tốt luôn anh em à. Chỉ với 15.000 đồng thôi anh em sẽ mua được một cái đĩa mà nghe nhạc hoặc là thì nó quá ư là quá xá là hay luôn. Và trong trọng bộ sản phẩm hôm nay của Nhật muốn giới thiệu anh em sẽ còn một cặp loa nữa anh em à. Xin mời anh em. Cặp loa này là của JBL và cặp loa này sẽ là ba tấc và xếp còi. Cặp loa này thì là một cặp loa mà có chất âm phải nói là ổn áp nhất trong cái tầm tiền 12.500.000 đồng. Nó ổn áp ở hai điểm, thứ nhất là nó không có kén âm ly anh em, hầu như âm ly nào bỏ vô nghe vẫn rất là ngon ơ, chất âm tái tạo lại cực kỳ là tốt. Đặc biệt là tiếng dép thì những cái cặp loa mà tầm tiền thấp thì nó khó tái tạo, còn con này thì biết loa xếp còi anh em có thể thấy là nó tái tạo rất là tốt anh em à. Đây bass 30 và cặp loa này thì cũng có mức giá cực kỳ tốt là 12.500. Và đây là chọn bộ sản phẩm mà hôm nay Nhật sẽ giới thiệu với anh em là một âm ly Sansui giá chỉ với 12.500 và CD Sony
là giá 4.500.000 đồng. Còn bộ sản phẩm này thì chỉ ở mức là 28.000.000 đồng thôi em ạ. Nói chung thì cũng là một cái mức giá cũng tương đối là tốt, rất là tốt cho anh em. Đây mời anh em cùng xem qua lại và sản phẩm. Chất âm của những sản phẩm này khi kết hợp với nhau thì phải nói là rất là hoàn hảo anh em ạ. Đây mời anh em cùng xem. Rồi mời anh em cùng thưởng thức chất âm của cặp bộ sản phẩm này. Đây nếu anh em chơi CD mà anh em muốn mà chơi qua đĩa mà anh em chưa có đĩa, anh em phải liên hệ với Nhật. Nhật đang bán cặp bộ sản phẩm rất là nhiều đĩa nên mà từ một đĩa là khoảng là 12 bài và Nhật có 60 đĩa mà khác nhau anh em. Có cả nhạc Xuân, nhạc Noel để cho anh em có nhiều sự lựa chọn. Đây anh em. Rồi mời anh em cùng thưởng thức chất âm của cặp bộ sản phẩm này. Anh em thấy sao về chất âm của trọng bộ sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những lần tới.